về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Chào mừng các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành đọc văn bản tính cách của cây trích Peter Vollenhoven. Lưu ý khi đọc văn bản này, chúng ta cần xác định thông tin chính của văn bản, tìm hiểu điểm nhìn của tác giả khi quan sát và phân tích tính cách của cây, đánh giá ý nghĩa của yếu tố miêu tả được sử dụng trong văn bản, rút ra được thông điệp của văn bản và bài học ứng xử cần thiết đối với cây cối. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng cây cối cũng có tính cách, cũng có tâm hồn và cũng có những suy nghĩ không? Có thể nói rằng Peter Vollenhoven đã phát hiện ra điều đó và đã viết lên những điều thật kỳ diệu thông qua văn bản tính cách của cây. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Peter Vollenhoven là người Đức, sinh năm 1964. Ông chuyên viết về các chủ đề sinh thái, tham gia nhiều hoạt động nhằm phục hồi những khu rừng cổ đại và quản lý rừng một cách bền vững, là tác giả của cuốn sách gây được nhiều tiếng vang như Đời sống bí ẩn của cây. Năm 2015, Đời sống nội tâm của loài vật. Năm 2016, Trí tuệ bí ẩn của tự nhiên. Năm 2017, Bạn có nghe tiếng cây trò chuyện. Năm 2019. Và nội dung chính của văn bản này đã đưa ra thông tin về đặc điểm của những cái cây khi vào mùa chuyển lá thông qua việc quan sát, miêu tả ba cây sồi và nhân hóa chúng như những con người với những đặc điểm hành vi khác nhau. Chúng ta hãy cùng khám phá văn bản. Đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá về điểm nhìn của tác giả. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá về hình ảnh những cây sồi thông qua cái nhìn của tác giả. Vậy thì, tác giả đứng ở điểm nhìn nào? Tác giả cũng khẳng định điều này có nghĩa là nếu những cây sồi ấy có hành vi khác nhau thì chắc chắn là do chúng có tính cách bẩm sinh riêng của mình và thực sự chúng có hành vi khác nhau. Và trên con đường thôn dã nằm giữa làng Mumen, đó chính là quê hương và thị trấn nhỏ của tác giả. Tác giả đã tập trung điểm nhìn của mình vào ba cây sồi. Lý do là vì ba cây sồi này, dáng của chúng uy nghi nổi bật giữa đồng không mông quạnh và tên khu vực đó được đặt theo tên của chúng. Chúng mọc gần nhau đến bất thường, những thân cây đã 100 năm tuổi này cách nhau chỉ vài inch. Đó chính là đơn vị đo chiều cao của anh. Như vậy, với sự nổi bật của ba cây sồi đã thu hút tác giả và tác giả đã đứng ở điểm nhìn của mình để nhận xét, để đánh giá về tính cách của cây. Tác giả quan sát và phân tích cây như quan sát và phân tích những con người. Và đặc biệt, đó chính là quan sát cây chủ yếu trong mùa thu, trước và trong khi chuyển màu lá. Ba cây sồi mà tác giả quan sát đều nằm gần nhau, chịu chung một điều kiện tự nhiên. Và hình ảnh những cây sồi hiện lên như thế nào? Tuy nhiên, màu sắc mùa thu của bộ ba này cho thấy một câu chuyện rất khác. Trong khi cây sồi nằm bên phải đã sẵn sàng chuyển màu, thì cây nằm ở giữa và cây nằm ở bên trái vẫn hoàn toàn xanh mướt. Mất vài tuần thì hai kẻ chậm chạp này mới theo bước người hàng xóm của mình đi ngủ đông. Nhưng nếu điều kiện sinh trưởng của chúng giống hệt nhau, thì điều gì đã dẫn đến sự khác biệt trong hành vi của chúng? Có vẻ như thời điểm rụng lá thực sự phụ thuộc vào vấn đề tính cách của cây. Đây chính là những dòng chữ miêu tả về hình ảnh của ba cây sồi khi mùa thu đến. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nhân hóa để khẳng định rằng cây có tính cách riêng,
Tác giả gọi cây sồi với cái tên gọi thật thân thương, người hàng xóm của mình. Như vậy có thể thấy rằng ba cây sồi đã tạo thành một thế giới riêng, thế giới của sự vật với tiếng nói riêng, tâm tình riêng. Và trong cuộc sống của chúng, mỗi cây có những quyết định khác nhau. Trong mùa thu, thường có những ngày ấm lên trái tiết và lập tức ba cây sồi rớt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng có nên tận dụng những ngày ôn hòa ấy để quang hợp lâu hơn một chút và nhanh chóng cất giữ ít calo từ đường kiếm thêm được này không? Hay chúng nên thận trọng và rụng lá đi để đề phòng khi đông giá bất chợt ập đến buộc chúng phải ngủ đông? Rõ ràng là mỗi cây trong ba cây ấy quyết định mỗi khác. Và chúng ta thấy rằng tác giả còn đưa ra nhận xét về từng cây sồi một. Cây nằm bên phải thẳng hơn hai cây kia một chút, hoặc nói một cách tích cực hơn, nó khôn ngoan hơn hai cây kia. Lương thực dự trữ thêm thì có ích lợi gì nếu bạn không kịp rụng lá và phải trải qua đông với hiểm họa chết chóc. Vì thế tống khứ mớ lá đúng lúc và tiếp tục tiến vào cõi mộng đi. Hai cây sồi còn lại thì có phần bạo gan hơn. Ai biết được mùa xuân kế tiếp sẽ mang đến những gì chứ? Hoặc đợt tấn công bất thình lình của lũ côn trùng sẽ lấy đi bao nhiêu năng lượng và lượng dự trữ sẽ còn thừa được bao nhiêu sau đấy chứ? Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi cây sồi có một quyết định, mỗi cây sồi có một tính cách. Có cây thì căng thẳng, có cây thì chậm rãi, có cây thì khôn ngoan. Và mỗi cây sồi này đều mang tính cách như những con người. Hay khi một hàng xóm lân cận chết đi, một số cây sử dụng ánh sáng lọt xuống để mọc ra những chồi non phía dưới. Chúng mọc ra những cành to, thứ ban đầu sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Những cây này giờ có thể tận dụng cơ hội quang hợp ở hai nơi cùng một lúc, trên tán và phần bên dưới. Chúng ta thấy rằng văn bản đã sử dụng yếu tố miêu tả rất thành công, giúp người đọc hình dung rõ ràng, cụ thể về từng đặc điểm của cây sồi, từ màu sắc đến trạng thái, từ quá trình chuyển màu đến lúc cành gãy để mọc lên những cây mới. Văn bản không đưa ra những thông tin khô cứng mà miêu tả sống động quá trình diễn ra của từng hiện tượng. Chúng ta hãy cùng đi đến những nét chính về nội dung và nghệ thuật. Văn bản tính cách của cây đã thể hiện một thông điệp gửi gắm đến người đọc thông điệp những cái cây cũng có đời sống của riêng nó, và nếu con người chăm chú để ý có thể quan sát rất nhiều điều thú vị từ thiên nhiên. Văn bản này là một văn bản thông tin hấp dẫn, có sử dụng những hình ảnh nhân hóa giúp người đọc hình dung được về cuộc sống sinh động của cây. Như vậy, thông qua văn bản tính cách của cây, chúng ta đã thêm được phần nào hiểu được về phong cách viết văn bản thông tin, và chúng ta cũng thấy được những điều tuyệt vời từ thế giới thiên nhiên mang lại. Cảm ơn các em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.